Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Máy thiết bị chế biến thực phẩm của cơ sở điện máy Phúc Minh Tiến. Hôm nay thì em xin phép giới thiệu đến các bác cái dòng máy tách hạt ngô mini gia đình được sử dụng phổ biến, rộng rãi và hiệu quả nhất năm 2024 mà bên cửa hàng bên em đang phân phối các bác nhá. Thì bên tay em đây là chiếc máy tách hạt ngô mini gia đình màu xanh nõn chuối, là cái máy tách hạt ngô không vỏ các bác nhá. Tách hạt ngô không vỏ này. Còn bên này là máy tách hạt ngô cả vỏ màu cam, đặc trưng của nó là màu cam các bác nhá. Đấy, đây là em vừa cho các bác xem thứ nhất là hình thức của chiếc máy này, và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cấu tạo của từng chiếc máy và giá cả của từng chiếc máy luôn các bác nhá. Thì ở đây là bên em đang có một cái máy đã lắp motor lên và một cái máy khung không chưa lắp motor để cho các bác xem nhá. Thì cái máy này là nó sẽ có cấu tạo như sau. Thứ nhất là cái phần toa miệng này, mình sẽ đổ ngô vào ở toa miệng đây. Toa miệng thì rất là rộng rãi, chiều ngang của nó khoảng độ tầm 40 cm các bác nhá. Đấy, đến đây là cấu tạo của phần thân. Cấu tạo của phần thân thì các bác để ý thấy là nó sẽ có một cái lõi, một cái lõi tách hạt ngô dài từ đây xuống đây. Đấy, đây cái lõi tách hạt ngô đây, siêu dài, để quá trình tách ngô xuyên suốt sẽ sạch ngô các bác nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cái cửa ra hạt các bác này. Ở đây là cái cửa ra hạt này. Đây là cửa ra hạt. Và đằng sau này là sẽ có ro ra, là ra cùi ở đằng sau đây. Đó. Đấy, cấu tạo của một cái máy tách hạt ngô rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả đó. Ngoài ra thì các bác để ý ở đây là sẽ có cái cần gạt điều chỉnh cái kích thước của bông ngô. Thì tương ứng với bông ngô to thì các bác sẽ để ở phía trên nhá. Và bông ngô nhỏ thì các bác sẽ kéo dần xuống phía dưới. Mà bình thường thì bên em sẽ để ở mức ở giữa như thế này. Đấy. Đối với những cái bác khách hàng mà mua máy của bên cơ sở bên em ấy, thì bên em sẽ lắp nguyên bộ cả khung và motor như thế này các bác nhá. Motor thì bên em đã lắp và điều chỉnh các bác cho phù hợp để các bác về nhà có thể cắm điện và sử dụng luôn. Motor thì bên em sẽ bảo hành cho các bác 6 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng các bác nhá. Các lỗi yếu, nóng, nhiễm điện, lỗi từ bên phía cửa hàng thì bên em sẽ đổi mới cho các bác. Còn đối với những bác nào mà đã có motor rồi thì các bác có thể lựa chọn một cái khung như thế này. Đấy, một cái khung bên em sẽ lắp hoàn chỉnh lên như thế này. Và được tặng kèm ở đây là dây cura và bu li luôn cho các bác nhá. Về nhà các bác nếu không biết lắp thì các bác có thể liên hệ với cơ sở của bên em để bên em hỗ trợ hướng dẫn các bác lắp motor như thế nào cho đúng cách. Đấy, đây là một cái dòng máy rất là hiệu quả, được sử dụng rất là nhiều năm 2023. Bên em đã bán với số lượng rất là nhiều rồi, nên là cái máy này nó không còn có gì lo ngại về chất lượng của cái máy này nữa. Tiếp theo đó là cái máy tách ngô cả vỏ. Cái máy này thì giá thành của nó sẽ cao hơn, nhưng mà cái công dụng của nó thì nó sẽ nhiều hơn các bác nhá. Ngoài cái việc là tách hạt này, và thì cái máy này nó có thể tách được cả vỏ nữa, và thổi bay được bụi nữa các bác nhá. Đây, các bác để ý giúp em này. Ở đây nó sẽ có một cái tấm màng như thế này để thổi bay bụi và mẩy ngô ra bên ngoài các bác nhá. Ngoài ra thì các bác hãy phơi những bông ngô thật khô và cho trực tiếp vào cái toa này. Đấy, ở đây các bác có thể để ý thấy giúp em là nó có một cái lõi tách đây này. Hạt ngô thì sẽ ra phía đằng trước đây các bác nhá. Hạt ngô thì sẽ ra cửa này. Và cùi ngô thì sẽ ra, cùi ngô và vỏ ngô thì sẽ ra ở phía bên sau. Đối với cái máy tách hạt ngô này ấy, thì các bác muốn sử dụng hiệu quả đối với những cái bông ngô mà có kích thước to và nhỏ khác nhau, thì các bác hãy điều chỉnh cái núm vặn ở đây các bác này. Điều chỉnh cái núm vặn ở đây. Đó. Các bác vặn ra thì đối với bông ngô to, còn siết chặt lại là đối với bông ngô nhỏ hơn các bác nhá. Đó. Và những khách hàng mà mua máy của bên em đều sử dụng được tặng kèm dây cura và bu li đầy đủ như thế này. Đó. Hiện tại thì cơ sở bên em đang bán cái máy này, cái khung của nó là 2,1 triệu nhá. Khung và motor thì sẽ có giá là 3,2 triệu. Còn đối với cái dòng sản phẩm tách hạt ngô ngựa này thì sẽ có giá là 2,1 triệu đối với cả khung và motor. Còn riêng khung không thôi là 1,3 triệu các bác nhá. Đấy, các bác sẽ có những cái lựa chọn phù hợp với lại cái nhu cầu và giá cả của từng sản phẩm. Các bác mua hàng có thể liên hệ qua cơ sở điện máy Minh Tiến này. Địa chỉ là quốc lộ 1A, cầu Bùng Xá Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hoặc các bác có thể liên hệ qua số điện thoại của cửa hàng, hotline là 0988 132 789. Hoặc các bác có thể liên hệ qua website của cửa hàng, đó là phucminhtien.com. Vâng, xin chào tất cả các bác và hẹn gặp các bác ở các video sau.